Kính bạch sư, con hỏi về việc chép kinh. Con muốn chép kinh để gửi cúng dường cho quý sư con thường nghe giảng để tri ân, vì thì như vậy có được không? Khi chép kinh có những lưu ý gì? Khi nghe giảng con đều ghi chép lại cẩn thận. Những đoạn sư giảng nói nằm trong kinh nào thì con tra cứu và chép thêm đoạn kinh đó vào cho đầy đủ. Vậy quyển vở có trích đoạn kinh như vậy con có cần bảo quản như kinh sách không? Con có ngồi ăn uống trên bàn học có quyển vở kế bên thì có tội không? Lỡ trang nào chép nhầm thì phải bỏ, thì có được bỏ vào thùng rác hay nên đốt hay làm như thế nào? Tại vì những cái câu hỏi này nó chung một sự kiện cho nên là sư cho qua nha, chứ không thôi là cái kiểu hỏi mà hai ba câu là sư dẹp. Thì về các vấn đề khi chép kinh á, thì thứ nhất là sư hỏi là tại sao mình lại chép tay. Tại vì thời buổi này á, thì chúng ta đánh máy. Tại vì sao? Bởi vì thứ nhất là cái bản chép tay chỉ có một mình coi thôi, chứ còn mình đưa cho người khác thì người ta cũng ngại coi lắm ha. Sư biết thực tế thì để trưng cho đẹp thì được, chứ còn mà để mà xài được thì nên là cái bản đánh máy. Tại sao? Bởi vì khi mình làm cái bản đánh máy, mình có truy cứu, mình có tìm á, nó dễ lắm. Ví dụ như là mình tìm cái nội dung về vấn đề nào đó, mình tìm là nó sẽ nhảy ra liền rất là nhanh. Còn cái chuyện mình chép tay thì nó không có được cái sự lợi ích đó. Và sư thì sư có một cái nhóm Zalo để gọi là đánh máy những cái bài giảng của sư. Thì nếu như mà quý vị quan hỷ thì quý vị có thể tham gia, để vì bởi vì có rất là nhiều những cái mà mình cần phải làm. Còn cái chuyện mà quý vị cúng dường, quý vị đem mấy cái bản chép đó quý vị cúng dường, thì sư nói thiệt á, là tình hình thực tế quý vị cúng dường thì ai cũng sẽ sa thú thôi, nhưng mà có xài hay không thì nó lại là một câu chuyện khác nha. Còn khi mà lưu ý thì nên lưu ý như thế này nè, là mình nghe cẩn trọng. Khi chép kinh thì tại vì cái kinh tạng, cái gọi là pháp, nó có nhiều loại lắm. Một là pháp do Đức Thế Tôn thuyết, hai là do các vị thánh tăng thuyết, ba là do các vị pháp sư thuyết, và bốn là do ngoại đạo thuyết. Nhưng mà miễn làm sao nó tương ứng với kinh và luật thì mình đều có thể chấp nhận. Cái mà sư nói lưu ý ở đây đó chính là khi mà nói thì có những cái nó bị trùng, hoặc là sư hay nói lặp lại, nhắc đi nhắc lại một vấn đề, thì khi mà mình chép thì mình có thể bỏ, nhưng hãy cẩn trọng. Bởi vì có những cái quý vị bỏ thì nó làm cho nội dung nó tốt hơn, nhưng có những cái quý vị bỏ mà nó sẽ biến cái nội dung nó thành một cái thứ tàn tật. Hôm bữa sư nói thì có thể có người giận sư, nhưng mà nếu họ giận là do họ không hiểu ý của sư. Tức là nhiều khi cái sự cắt tỉa nó giống như phẫu thuật thẩm mỹ, nó sẽ giúp cho một người trở nên đẹp hơn, lung linh hơn. Nhưng coi chừng anh cắt tỉa làm sao mà nó thành một thứ tàn tật, rồi anh bắt tôi phải chịu trách nhiệm cho cái thứ đó mà gọi là con của tôi, thì nó kỳ lắm nghe. Anh bắt con của tôi anh đi phẫu thuật thẩm mỹ mà trả về là một cái đứa nó đẹp lung linh thì ok, rất hoan hỷ. Mà anh phẫu thuật sao mà nó ra một cái thứ quái thai dị tật mà anh bắt nó, tôi cũng phải nhận nó, thì nó kỳ cục lắm. Cho nên á, sở dĩ tại sao mà sư lập cái nhóm Zalo, một cái nhóm đó là khi mà mình ghi chép cái gì gửi cho sư, ghi chép lại những cái bài của sư gửi cho sư để sư duyệt trước, để đảm bảo quý vị phẫu thuật thẩm mỹ không có vấn đề nha. Còn không thì làm ơn thôi, cứ để nguyên cái đoạn video không cắt ghép. Thì như thế nó sẽ đảm bảo nó an toàn hơn. Và cái này chắc có lẽ còn cái chuyện mà mình
cái bản chép kinh á, mà mình để thì nên để ở cái nơi mà nó tôn kính. Sư nói ngay cả những cái bản chép tay của sư, chép tay cũng đúng, tức là khi mà sư chép những cái bài kinh, sư soạn ra những cái ý để mà sư giảng, nó chỉ là những cái gạch đầu dòng để sư giảng thôi, thì sư chép nó vào trong cái máy, thì ngay cả cái máy đó sư cũng không có để tùy tiện, nó chỉ là cái ghi chép của sư nhé, chứ không phải là kinh tạng gì hết, nhưng sư vẫn để nó ở một nơi trang trọng, đàng hoàng, nghiêm túc, chứ không phải là mình cứ quăng tùy tiện. Cho nên là mình hãy cẩn trọng đối với pháp nói chung. Thì không biết Đại Đức Tuệ Tường có lời khuyên gì với những cái bạn mà có cái ý muốn là chép kinh nói chung. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì câu hỏi này thì cũng khá đơn giản. Đức Thanh Tuệ đã kêu bằng là bài đủ cách cho quý vị hiến kế là đủ mọi cái giải pháp mà như là tối ưu nhất rồi. Thiên sư thì sư, nếu mà hỏi sư thì sư cũng trả lời tương tự như vậy thôi. Nhưng mà có một điều đáng lưu ý mà sư cũng khuyên quý vị, ngoài Đức Thanh Tuệ khuyên thì sư cũng khuyên thêm, đúng không? Đó là Đức có cái nhóm group Zalo, đúng như quý vị có cái tâm muốn vừa cái là mình vừa nghe pháp, mình vừa học pháp, mình vừa lan tỏa pháp để lợi mình và lợi cho mọi người đó, thì để quý vị liên hệ Đức Thanh Tuệ để vô cái group Zalo để mình làm các thiện sự cho nó ý nghĩa ha. Cái điều này là cái điều rất là đáng trân quý. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.